Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Hey yo, xin chào các bạn, trở lại kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Thì như anh em đã thấy trên nhà chúng ta, hôm nay mình đã sưu tập được con Mikasa anh em. Mikasa thì là một cái unit mà mới ở trong cái bản update này. Nó xuất hiện từ 6 giờ sáng, lúc đó mình đang còn ngủ khò khò anh em ạ. À, mình không biết cái con này nó có mặt. Rồi thì bây giờ chúng ta đã có được Mikasa rồi anh em ạ. Nhìn sơ bộ thì Mikasa nó có cái chỉ số khá là tương đồng với cái con Levi này, nhưng mà do hai cấp độ nó sẽ không bằng nhau nên là hôm nay mình sẽ chỉnh trọng phá trình Mikasa nhé anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng up con Mikasa lên một ít cấp để gọi là Mikasa nó sẽ ngang cấp với con gì nha anh em. Thì đây là mình đã up cho nó sẵn lên cấp Uchit mà ông up có vẻ như là mình sẽ khó lòng nào up cho cái con Mikasa này cấp độ ngang được cái anh Levi anh em ạ. Thì ok, mình sẽ cố gắng nào tìm cách để mình cân bằng hai cấp độ này nha. Thì video này thứ nhất là chúng ta sẽ coi thử coi showcase thử coi cái con Mikasa này như thế nào, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ so sánh với anh chàng người lùn gọi là Levi để thử coi là hai cái unit này con nào sẽ mạnh hơn nhé anh em. Rồi thì không nói nhiều nữa, hãy cùng bắt đầu video thôi. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam, cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi mà hiện tại là quay thứ 20 nha anh em. Giờ chúng ta đã có được cái lượng tiền dư giả để bắt đầu review Mikasa rồi. Thì Mikasa của chúng ta thì nó sẽ có cái lượng rank và cái lượng dam nó sẽ gọi là lợp hơn so với gọi là quý ngài người lùng Levi anh em. Đây để mình gọi là bật hiệu ứng cho anh em coi nha. Đây là cái hiệu ứng của chúng ta này anh em. Đấy thì Mikasa chúng ta sẽ đánh đánh thứ nhất là sẽ có xuất huyết nha anh em. Và thêm một điều nữa, đây là cái con unit 6 sao nên là nó sẽ death ở dưới, và cái con này nó có đặc quân death ở dưới, death ở dưới. À, thằng này nó không, nó bị đít ra khỏi cái void mình nên là nó không có gọi là biết được thông tin mình anh em ạ. Rồi thì đây là cái thông tin mình sẽ cho anh em coi về sơ cơ bản về hai con này nha anh em. Thì đây là Mikasa của chúng ta với cái lượng đam là 2080, và con này là cái hai con bằng level nha anh em. Đó, và cái lượng đam và cái lượng rank nó có một cái sự chênh lệch nhất định. Mình không có gắn cái ốp đam cho nó để cho anh em gọi là coi nó kỹ lưỡng hơn. Và cái điều mình muốn nói ở đây là con Mikasa này là unit 6 sao nên là ở bên quốc 2 nó sẽ có một cái gọi là cái hệ trên đầu, cái hệ nó là hệ lửa nha anh em. Rồi bây giờ đây hãy cùng úp những cấp đầu tiên lên thôi. Cấp độ đầu tiên tăng cho chúng ta 14 rank và 8800 đam, một cái lượng đam cũng gọi là ổn anh em ạ. Cấp độ tiếp theo cộng cho chúng ta khá là nhiều đam là 28.000 đam và 15 rank, với cái giá tiền lên đến là 25.000 anh em ạ, cũng gọi là ổn. Rồi và cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta mà khoan đã, chúng ta cần phải coi thử coi là Mikasa này nó cái lối chém của cô ta có giống với lối chém của anh chàng gọi là người lùng này hay không nha anh em. Và hai người này chém cực kỳ khác nhau anh em, thì đương nhiên rồi, con này thì mình biết là cái con Levi này chắc ăn là chém nó sẽ khác anh em, nhưng mà chủ yếu là đặt ra cho anh em coi. Đấy, anh em sẽ thấy được cái sự chém khác biệt của hai con này. Đấy, rồi thì nhớ nhớ cho mình là những cái con mà kiểu như là Mikasa hay là Levi anh em nên chỉnh nó lại, cố gắng chỉnh nó chúng mà chỉnh nó nhiều như có thể anh em. Kiểu như anh em đặt 8 con ra thì anh em chỉnh nó last first cho nghiệt, nó quyết kịch nệp rồi phá tiệt rồi, rồi gần nhất nha anh em. Đó, nó sẽ gọi là close nệp cho anh em gọi là dễ dàng mà chém nhiều hơn. Chứ mà anh em để mấy con này full mà cho nghiệt hay là full mà quyết kịch nệp thì nó cũng không hay lắm. Để nữa mình gọi là tí mình sẽ chỉ cho anh em coi sao. Rồi bây giờ hãy cùng up lên một vài cấp độ thử coi là con Mikasa này nó có gì khác biệt nữa nha anh em. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta là New Mu, cho chúng ta 22 răng và tốn cho thêm 50.000 đam. Nó cứ sắp xỉ 50.000 đam đi, tốn ta là 35k nha anh em. Đấy, thì tạm thời là mình thấy là cái lượng đam nó cũng khá là khủng rồi đó anh em ạ. Hiện tại là 88.000 đam với cái giá tiền bỏ ra là đâu em có thể tính là nhiêu, gần 60.000 hơn anh em ạ. Đấy, thì cái lượng đam của nó nếu mà tính ra là thiêu đốt thì cũng được khoảng là 400.000 đam anh em. Một lượng đam gọi là ổn áp anh em ạ. Nhưng mà cái con này nếu mà muốn tốt nhất thì chúng ta nên chỉnh nó là Blast hoặc là Strong thì nó sẽ tốt hơn anh em. Rồi, bây giờ nó cùng up lên một vài cấp độ tiếp theo thôi để coi nó như nào. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta thêm 21 rank, 72.000 đam, và nãy cái rank mà mình đánh giá là cũng khá nhiều đó anh em ạ. Và cái cấp độ cuối cùng nó sẽ tăng vượt trội lên khá là nhiều anh em. Cấp độ cuối cùng sẽ cho chúng ta lên là 50 rank, thêm 120.000 đam và thêm một cái new move nữa, tức là một cái lối đánh mới anh em ạ. Rồi thì do là nãy chúng ta up hơi nhiều cấp nên là con Mikasa chúng ta đã nãy nhảy vô đây đánh anh em ạ. Đấy thì mình tạm thời mình thấy là cái lối đánh mà hiện tại là đánh là cũng khá là chiến đó anh em ạ. Cô ta sẽ nhảy vô bổ liên tục vào kẻ thù. Đấy, bổ một vài phát là mấy con này tỉnh ngủ ngay. Rồi bây giờ hãy cùng up lên cấp độ cuối cùng nhé. Cấp độ cuối cùng sẽ gọi là tăng cho cô ta lên lượng đam khá là nhiều, và tạm thời thì mình thấy là cô ta sẽ chuyển qua cái dạng bơm.
Dạng này thì cũng đúng với cái gọi là cái season mà mới nhất em mà. Thật ra là không phải bơm mà là kiểu như bắn, anh em có thể nhìn thấy rõ hơn, anh cô ta sẽ bắn pháo xuống đầu cái thủ anh em mà, gây một cái lượng sát thương khá là khủng khiếp. Và mình tin chắc với anh em là cái này nó sẽ có xuất huyết anh em, nên là mình mong là sẽ không có câu hỏi nào về cái vấn đề là Mikasa này có xuất huyết hay không nhé. Nó sẽ có xuất huyết anh em ạ. Đấy, đầu tiên là gọi là trang bị hai cái này vô, sau đó là nhảy lên bắn cái thủ anh em ạ. Mikasa nó sẽ có một cái sự thay đổi ở trong cái ngoại hình đó đấy, nhưng mà nói chung là cũng đẹp, vẫn đẹp, em Mikasa vẫn rất là xinh đẹp như là ngày đầu. Rồi bây giờ hãy cùng gọi là so sánh nhẹ nhàng cái con này với con Levi người lùn nghe anh em, tại mình nói chung là mình cũng khá là có nhiều anh em cũng hỏi mình so sánh con này, thì ok mình so sánh ở video mới luôn cho anh em coi cho nó sướng đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là nâng những cái từ cấp nha, sau đó chúng ta sẽ gọi là overview, tức là kiểu như là tất coi tổng thể coi nó như nào. Cấp độ hai con này là bằng cấp độ nghe anh em, nên em yên tâm về cái mức độ gọi là fair play của chúng ta. Rồi thì cấp độ đầu tiên tốn bên này 5.000, tăng 7.200 đam. Cấp độ bên đây tăng 8.000 đam, rồi mới vừa thấy đa hơn đam đó. Nhưng mà cái lượng rank là hình như là có một cái sự chênh lệch chúng ta. Đầu nãy bà mẹ nó quên coi rank nữa anh em. Đó, con này là 15 rank, con Levi là hơn con Mikasa một rank. Nhưng mà lúc đầu là anh ta cũng thua anh ta chục rank anh em ạ. Rồi thì tân tiếp tục thôi. Cấp độ tiếp theo là tăng 17 rank đối với con Levi nha. Tăng 17 rank và tăng 26.000 đam. Còn con này sẽ tăng 15 rank và tăng 28.000 đam. Cái lượng đam không chênh lệch nhiều lắm anh em ạ. Rồi, nâng thôi. Đấy, Mikasa của chúng ta sẽ gọi là đây, nâng nó cũng nhẹ nhàng thôi anh em. Cấp độ tiếp theo sẽ tăng cho anh Levi của chúng ta là 30 rank, tăng thêm 1,5 tốc đánh là tù hơn. Tăng cho chúng ta là 48.000 đam. Ok, Mikasa chúng ta sẽ tăng là 49.600 đam, tăng 22 rank. Cái lượng rank thì sẽ ít hơn con Levi, nhưng mà cái lượng đam của cô ta sẽ ổn định hơn, và chưa kể là cái tốc đánh của cô ta sẽ nhanh hơn. Đấy, ok chưa? Giờ hãy cùng nâng cấp độ tiếp theo. Levi lại tăng thêm 20 rank nữa và 67.000 đam. Còn Mikasa chúng ta tăng 72.000 đam, tức là hơn đam 5.000 đam rồi đó anh em ạ. Và cái rank thì Mikasa sẽ sắp xỉ với con Levi này. Đó, hiện tại là Mikasa đang thua rank của Levi khá nhiều. Do là cái những cái lần thua có 6 thôi cũng không nhiễm đâu. Mà nói chung là những cái lần nâng cấp kia Levi đã tăng khá là nhiều rank, nên là đã út trình con Mikasa này. Rồi, nâng cấp thôi. Nãy giờ mình quên nói về giá tiền, mà anh em có thể coi chậm chậm lại giúp mình nhé. Ở cấp độ này sẽ tăng cho Levi ở đây. Và Levi và con Mikasa này nó sẽ có một chung cái đặc điểm là đây là nâng đây nâng cái giá tiền nó sẽ gọi là gần như là sắp xỉ nha anh em ạ. Không sắp xỉ lắm nha. Levi rẻ hơn con Mikasa này khá nhiều anh em, nhưng mà bù lại thì cái lượng đam của Mikasa cho chúng ta khá là ngon. Đấy, và cấp độ cuối cùng sẽ tăng cho Levi 60 rank. Cấp độ cuối cùng của Mikasa chúng ta 50 rank thôi, tức là thua con Levi này. Đó, thì 128.000 đam, hơn 8.000 đam so với Levi. Đấy, nâng cấp cuối cho anh em coi nhé. Đây. Thì đây là cái nâng mà sơ bộ cho anh em coi. Thì nâng sơ bộ lên thì anh em có thấy là Mikasa nếu mà ngang cấp độ với Levi á, cô ta sẽ nhỉnh hơn về cái lượng đam, nhỉnh hơn cái lượng đam và sẽ thua Levi ở cái phần mà rank. Đấy, nhưng mà vẫn hơn một cái là Mikasa vẫn có tốc đánh nhanh hơn anh em. Nhưng mà cá nhân mình thấy á, là những cái unit mà xuất huyết á, cái tốc đánh nó cũng gọi là không phải là một cái vấn đề mà quan trọng đâu. Bởi vì nó chỉ cần quánh một chúng một cái quên nữa, nãy chúng ta không nên quên về cái vấn đề gọi là AOE nha anh em. Đây, 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 đây. Đấy, đừng quên vấn đề AOE, đây là một vấn đề khá là nghiêm trọng đấy anh em ạ. Rồi thì mình sẽ để ngay đây cho anh em coi nó dễ dàng hơn nhé anh em. Đấy, nếu mà mình để trên kia thì chắc là anh em sẽ không thấy được cái lượng rank khổng lồ của những con này. Đấy, thì là đây là cái của con Mikasa và đây là của con Levi anh em. Thì anh em có thấy được là Mikasa to hơn. Ok chưa? Thì ở đây anh em có thấy được là con cái AOE chảo của Mikasa nó to hơn hẳn luôn anh em ạ. Rồi thì nhiêu đó thôi là anh em hiểu rồi đó ha. Mikasa nó to hơn hẳn con Levi luôn đó anh em. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng gọi là coi lại sơ bộ về cái giá tiền nha anh em. Về giá tiền thì Mikasa tốn của chúng ta sắp xỉ 200 ngàn và Levi của chúng ta sắp xỉ là 160k anh em. Một cái lượng tiền mà mình đánh giá là trên 150k chứ. Một lượng tiền trên lại là khoảng 50k. Cái lượng tiền này thì chấp nhận được, tại vì hiện tại là cái lượng farm của anh em cũng nhiều rồi, là cũng ok. Rank thì Levi sẽ gọi là hơn Mikasa 15 rank và cái tốc đánh thì Mikasa sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nói chung sơ bộ nếu mà cho mình lựa thì mình sẽ lựa là con Mikasa nếu mà được lựa nha anh em. Còn nếu mà anh em nào mà kiểu mà chơi mà kiểu mà không có còn gem nhiều quá thì tôi khuyên anh em là nên tích tiền nên roll những con Levi 4 up lên. Dù sao nó cũng khá là ngon bổ rẻ này mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho thằng em mình mát boost nha để anh em thấy được cái sự gọi là khác biệt của cái này. Để mình nhắn cho nó cái boost ở đây. Đấy, để mình nhắn cho nó cái để cho tại vì thằng em mình nó không có cái
không có cái vocal này, nên là nó không có biết được cái chuyện này. À thì Mika6 mình có đánh góp giảm tiền, nên là cái giá tiền của nó sẽ gọi là mình hack cái lượng tiền nó là hết 100 vàng anh em. Rồi để anh em mình match boost cho anh em coi thử coi là hai cái unit này match boost nó như nào. Thì mình đánh giá nha anh em, con Mikasa con Levi này chắc là up lên khoảng cấp 120 là anh em dùng khá là ổn áp rồi đó anh em ạ. Con này có thể gọi là gánh anh em cái story mới nhất khá là ngon nghẻ, tại vì cái lượng đam của nó anh em có thấy được mà. Ôi thằng này không gắn up rank hả? Không có không có bước rank à, không bước rank à. Rank à. Đấy. Nói chung cũng được anh em ạ. Đây bước rank luôn anh em, phải như vậy mấy thằng nô lệ của mình là đâu là phải vào đó anh em. Đấy thì khi bước rank lên, lượng rank của gọi là Levi sẽ út trình so với Mikasa là út hơn so với Mikasa là khoảng 20 rank, đúng 20 rank luôn. Và cái lượng đam của Mikasa sẽ út con Levi là 50.000 anh em. Ở cấp độ 61, nếu mà anh em lên cấp độ càng cao, cái lượng đam nó sẽ út càng nhiều. Nhưng mà bù lại nha là cái rank á, nó không có thay đổi hết này mà. Rank là Levi hơn, nhưng là nó hơn nhiều thôi, không có cái gì mà thay đổi hết anh em. Rồi thì bao nhiêu đó thôi, chắc là anh em cũng đã biết được cái sức mạnh của hai cái unit rồi này rồi phải không? Đối mình nghe anh em thì nếu mà có hai con này trong cái đội hình thì nó không có hay lắm. Bởi vì anh em phải hiểu là hai con xuất huyết nó hình thì nó thừa anh em, một con Mikasa hoặc là một con Levi nó sẽ đáp ứng đủ cho anh em về cái phần mà hiệu ứng anh em ạ. Đó là anh em chỉ cần lựa một trong hai con này thôi. Nếu mà được nếu mà anh em có cái kiểu như cái quyền mà lựa chọn á, thì mình khuyên anh em là nên lựa chọn Mikasa. Tại thứ nhất là Mikasa là gái, thứ hai là Mikasa nó nhiều đam hơn và tốc đánh nó cũng ổn hơn nữa. Đó thì anh em chỉ cần như vậy thôi là được anh em ạ. Rồi thì bao nhiêu đó thôi, chắc anh em cũng đã ok về cái con Mikasa phải không? Không cần phải so sánh quá là nhiều về con Mikasa với cái con này nữa. Tại vì anh em đã có được cái đáp án ở trong cái video rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì, bye bye. Oh,